Bà con và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nông nghiệp do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, xã Trường Rông, thị xã Hòa Thành được xem là trọng điểm canh tác cây nhãn của tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích hơn 500 hectare, chủ yếu là giống nhãn tiêu da bò. Để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, hầu hết người trồng nhãn đang canh tác theo chuẩn Việt Gáp, thực hiện các biện pháp kích thích cho nhãn ra hoa theo ý muốn, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm duy trì tuổi thọ của cây. Năm 2020, quả nhãn Trường Đông, thị xã Hòa Thành được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa xã Trường Đông, đang tạo điều kiện để sản phẩm nhãn tham gia hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, góp phần phát triển thương hiệu, tổ chức xây dựng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con nông dân. Trong chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự Nhãn tiêu da bò trên đất Trường Đông. Từ nhiều thập niên trước, cây nhãn đã quen thuộc với người trồng vườn cây ăn quả ở Tây Ninh, nhưng chỉ giống nhãn lồng mới được nhiều người biết đến. Những năm gần đây đã xuất hiện thêm nhiều giống nhãn, trong đó có giống nội địa và có cả giống nhập ngoại, rất được người tiêu dùng ưa chuộng như giống nhãn Indo, nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tiêu da bò, vân vân. Mỗi giống nhãn có đặc tính khác nhau, nhưng giống nhãn tiêu da bò được xem là có thị trường tiêu thụ ổn định, người canh tác gắn bó với giống nhãn này lâu dài nhất. Giống nhãn tiêu da bò có nơi gọi là nhãn da bò xuất hiện ở Tây Ninh từ lâu, dùng chuyên canh cây ăn quả xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. Có nhiều nông hộ trồng giống nhãn này hàng chục năm qua. Tùy giá nhãn có lúc bất thường, nhưng vốn đầu tư tương đối thấp, dễ chăm sóc, nên bà con vẫn duy trì vườn nhãn, xem đây là cây trồng truyền thống, mang lại thu nhập chính cho gia đình. Đến nay, địa bàn xã Trường Đông đã hình thành vùng chuyên canh cây nhãn với thương hiệu nhãn tiêu da bò Trường Đông Hòa Thành, dần dần được nhiều thương lái, người tiêu dùng biết đến. Cái truyền thống của Trường Đông là trồng cây ăn quả là từ rất là lâu rồi. Thì trong đó là đặc biệt là cây nhãn tiêu da bò, đó là một cây cây rất là chủ đạo của khu vực. Nhiều hộ dân của xã Trường Đông thì qua nhiều năm canh tác thì vẫn gắn bó với cây nhãn tiêu da bò. Nó là một cái cây tạo ra kinh tế rất là ổn định cho người dân của xã nhà. Thì trong nhiều năm qua thì cái giá cả thị trường có nhiều cái biến động, nhưng mà người ta vẫn gắn bó canh tác cái cây nhãn để nhằm mục đích là tạo cái dấu ấn của địa phương, cũng như là cái cây truyền thống gắn kết với địa phương để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của nông dân. Ông Lê Phước Đức, ngụ ở ấp Năm Trại, xã Trường Đông, đã nhiều năm canh tác giống nhãn tiêu da bò. Hiện tại vườn nhãn nhà ông vẫn đang cho trái thu hoạch. Vụ vừa qua, vườn nhãn chưa đầy 1 hectare của ông đã cho hơn 10 tấn trái. Cũng như mọi người trồng nhãn ở khu vực thị xã Hòa Thành, thị trường tiêu thụ truyền thống vẫn là nước bạn Campuchia và một số tỉnh thành lân cận. Nhưng thị trường nước bạn có giá cao nhất, tập trung hút hàng vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc Khmer, tháng 4 âm lịch hàng năm. Người trồng nhãn ở Trường Đông luôn điều chỉnh mùa trái rộ cho dịp này. Ngoài thời điểm này, chỉ tiêu thụ nội địa, giá nhãn thường thấp hơn. Lúc mà mới trồng tới thu hoạch là khoảng từ 2 năm tới 3 năm. Cây thì ít sao lắm, nhưng mà mình phải tốn phân cho nhiều lúc đầu. Khoảng chừng 2 năm, 2 năm rưỡi. Bình quân thí dụ một mẫu vậy là tính là 15 tấn. Một năm bẻ một đợt à. Lúc trước thì ngay chỗ, ngay Tết Miên mà. Thì mấy năm đầu thì có giá mà sao thì mà mình không canh được, nó tuột giá. Nhãn thì trúng nhưng mà giá tuột á. Thu hoạch được khá, còn người cũng về vốn rồi từ từ mới. Cái xã Trường Đông là xã thế nào cho nó? Ví dụ bây giờ mình làm thì mình phải chăm sóc cho nó tốt, mà có kết quả tốt bán dễ bán hơn. Hầu hết diện tích đất nông nghiệp khu vực xã Trường Đông trước kia chỉ canh tác cây mì, do nguồn nước tưới tiêu chưa ổn định. Đến giữa thập niên năm 80, khi hệ thống kênh thủy lợi đi vào hoạt động, khu vực này hình thành hệ thống kênh tưới lẫn kênh tiêu khá hoàn hảo. Thời điểm đấy có nhiều diện tích đất canh tác lúa 2-3 vụ một năm, nhưng do giá lúa trượt dài, nhiều năm ở mức thấp, người nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Nhiều diện tích trồng lúa chuyển sang trồng cây ăn quả, trong đó có cây nhãn tiêu da bò. Nhiều vườn nhãn vẫn duy trì cho đến ngày nay,
một số ít vườn nhãn già cỗi chuyển sang trồng bưởi, nhưng số lớn vẫn tiếp tục trồng lại cây nhãn tiêu, chỉ làm trẻ hóa lại khu vườn với giống nhãn tiêu cha bò quen thuộc. Nhiều hộ sáng kiến trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật cho nhau trong biện pháp canh tác cây nhãn, đặc biệt kỹ thuật siết cành, tạo cơi để cây nhãn cho vụ vụ theo ý muốn. Bà con tập trung để trái vào thời điểm Tết cổ truyền Việt Nam, đặc biệt Tết cổ truyền nước bạn Campuchia để dễ tiêu thụ. Thường lái vào tận vườn ngã giá. Ngược lại, bà con cũng có kinh nghiệm tránh vườn nhãn bệnh rộ trái trong dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, do thời điểm này quả nhãn sẽ đụng nhiều loại trái cây khác như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt. Nhãn và bò bán không ra, có thể tận dụng thời gian này nuôi dưỡng bón thúc vườn nhãn sẵn sàng cho vụ tiếp theo. Như đặc biệt là ở Trường Lưu, xã Trường Đông này là nhãn nhiều nhất. Tới mùa nhãn thu hoạch là coi như bà con xôn xao lắm. Lúc mà có giá cả thì ra khỏi nói là ra quán cà phê là nó bàn về nhãn không á. Nhãn là phải giữ luôn à, chứ không trồng cái khác được. Bị cái nhãn thu hoạch là mỗi năm là một vụ, nhưng mà ví dụ là một lần thu hoạch cũng có giá thì cũng được vài chục triệu vậy đó. Nhãn thì chăm sóc dễ lắm, ví dụ giờ đi ăn rồi đi tàn rồi bón phân vô, rồi lâu lâu ví dụ nó ra cơ mới có sâu rầy mới xịt thuốc, còn không có thì thôi à, nó nhẹ hơn đó đó. Dùng đất này thì nó đang thích hợp với mấy cây nhãn, các loại cây khác vô cũng trồng cũng được, cũng tương đối thôi, nhưng mà nó không bằng cây nhãn. Giống nhãn tiêu da bò tỏ ra rất thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. Nhóm đất có thành phần cơ giới cát pha, thịt nhẹ đến thịt trung bình. Cây nhãn tiêu trồng nơi đây dễ xử lý ra hoa theo ý muốn, năng suất bình quân đạt 15 tấn một hectare. Khâu xử lý ra hoa trên giống nhãn da bò là việc làm thuần thục thường xuyên của người dân xứ nhãn Trường Đông. Bước đầu là công đoạn cắt tỉa cành, tạo tán. Sau khi thu hoạch, cắt bỏ các đợt cành để tạo tán hình đủ, giúp cây nhận nhiều ánh sáng. Tỉa bỏ những cành không ra hoa vụ trước, xử lý bằng thuốc sinh học để hạn chế nấm bệnh tấn công. Rải vôi vệ sinh vườn, cải tạo độ pH đất. Tiếp tục chăm sóc để cây phục hồi, vừa tạo cơi chồi khỏe mạnh. Giai đoạn này cần bón nhiều phân hữu cơ. Bước tạo chồi, chọn cành lá có cơi khỏe mạnh. Đến kỳ cơi đợt thứ 3 đạt 20 ngày thì tiến hành bón phân đoạn hòa, bón phân kali để giúp cây thuần thục phân hóa mầm hòa. Khi chồi cơi ba lá có màu xanh đọt chuối thì bắt đầu xét nước tạo khô hạn, kích thích ra hoa. Sau 7 ngày tiến hành khoanh vỏ theo vòng tròn kính hoặc vòng tròn hở rộng 2-3mm để hạn chế sự tăng trưởng của cây, kích thích cây ra hoa. Khoảng 30-40 ngày sau, cây sẽ cho ra hoa. Nếu mà mình muốn làm theo ý muốn mình thì mình phải chăm sóc cho nó ra cơ đầy đủ, hoặc 3 cơ, 4 cơ. Bắt đầu mình tưới thuốc, xiết khứa làm trái, rồi cái nó ra theo ý muốn mình là ví dụ như Tết Miên hoặc là Tết cổ truyền dân tộc mình. Thì mình thường canh đọt, canh cơ vậy đó. Nó cũng đơn giản vậy thôi. Rồi mình muốn chị sợ không từ sâu bệnh đó là mình phải làm gì? Cái đó thường xuyên thì cây nhãn, cây ăn trái, cái loại nào cũng có bệnh hết. Mình phải xịt mấy loại là bệnh như anh Vin hoặc là Bavastin, rồi phòng trừ nấm vậy đó. Chứ cũng không có gì, mà nhãn không có gì bệnh nhiều. Thường thì mình thu hoạch vào cái tháng 10 âm lịch mình, lỗ dài đến Tết. Ít bị nhiễm bệnh, nhưng nếu chăm sóc không tốt, cây nhãn tiêu da bò cũng có thể nhiễm bệnh chổi rồng, xuất hiện các loại sâu hại như bọ xích, rầy nhảy, nhện, sâu đục trái. Hiện nay, các đoàn thể như Hội Nông dân, chính quyền địa phương rất quan tâm phối hợp các đơn vị chuyên môn như trạm trồng trọt bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, tổ chức tập huấn hướng dẫn cho người trồng nhãn cách phòng trừ bệnh hại trên cây nhãn. Vừa qua, Hội Nông dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành tổ chức lễ ra mắt chi hội nghề nghiệp chăm sóc cây nhãn. Đây cũng là công tác hoạt động thi hành điều lệ Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Chi hội chăm sóc cây nhãn ấp Năm Trại, xã Trường Đông gồm những hộ nông dân có chung ngành nghề và cùng khu vực canh tác, với mục đích tạo điều kiện tham gia tập huấn, tiếp nhận kiến thức mới về trồng trọt, kỹ thuật chăm sóc cây nhãn, nâng cao chất lượng nông sản, giúp người trồng nhãn có thu nhập ổn định hơn. Chi hội chăm sóc cây nhãn được thành lập, bước đầu có 30 thành viên.
Tính đến thời điểm này, trên toàn xã đã thành lập được 3 chi hội nghề nghiệp và 39 tổ hội nghề nghiệp. Việc ra mắt chi hội nghề nghiệp chăm sóc cây nhãn càng có ý nghĩa trong việc duy trì và phát huy thương hiệu nhãn tiêu Gia Bò Trường Đông, để loại quả đặc sản này thuận lợi thâm nhập sâu hơn vào thị trường trong và ngoài nước trong thời gian tới. Hiện tại thì ở địa phương Trường Đông thì cái diện tích cây nhãn còn chiếm rất là lớn, trên dưới là 500 hecta nhãn, và tập trung chủ yếu là cái vùng ấp Năm Trại, xã Trường Đông. Nhu cầu của thị trường Campuchia là vào dịp Tết ta tiêu thụ cây nhãn rất là cao. Hiện tại thì cái tổ liên kết hợp tác trồng nhãn thì đã thành lập từ năm 2022, thì tiến tới là thành lập chi hội hợp tác trồng nhãn, chăm sóc cũng như chăm sóc cây nhãn, thì sẽ rồi xong sẽ tiến tới là thành lập là hợp tác xã trồng nhãn. Thì trong đó là cái thương hiệu nhãn Hòa Thành thì cũng đã được phê duyệt đặt chuẩn và cung cấp cái thương hiệu cho hai xã, đó là Trường Hòa và Trường Đông. Thì trong đó Trường Đông là chiếm là 30 hộ, trong đó cái diện tích là 50 hecta đã được cung cấp cái thương hiệu. Thì Hội Nông dân xã Trường Đông thì thông qua cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thì cũng đã ủng hộ và hỗ trợ cho hội viên nông dân là thực hiện dự án chăm sóc cây nhãn ở tại địa phương. Thì qua đó là mỗi hộ sẽ được vay là 30 triệu đồng. Giống nhãn tiêu Gia Bò dễ trồng, dễ chăm sóc so với nhiều giống cây ăn quả khác, vốn đầu tư không quá cao, đặc biệt nếu trồng đúng kỹ thuật, ít hao cây giống, nhãn non chống lớn, chưa đầy 3 năm có thể làm trái vụ đầu tiên. Đây là lợi thế của giống cây trồng này. Nhiều nông dân xã Trường Đông ưa chuộng duy trì canh tác dù có lúc giá nhãn thăng trầm. Nhiều hộ trồng nhãn ở Trường Đông cho biết, từ lâu cây nhãn tiêu đã trở thành cây trồng chính giúp nâng cao thu nhập cho nông dân. Việc quả nhãn Trường Đông được xác nhận nhãn hiệu không chỉ tạo cơ hội nâng cao giá trị thương hiệu mà còn giúp nông dân có thêm động lực phát triển sản xuất. Ý thức cao trong việc bảo vệ thương hiệu trái nhãn, cải thiện canh tác cho phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Mến chào, tạm biệt.